Mới đây, bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thành phố Hồ Chí Minh có cảnh báo lừa đảo liên quan đến việc trẻ đi cấp cứu tại bệnh viện. Chỉ riêng sáng ngày mùng 7 tháng 3, khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp phụ huynh học sinh liên hệ để tìm con bị chấn thương sọ não do nhận được cuộc gọi mạo danh của giáo viên nhà trường, bác sĩ hoặc bệnh viện. Kịch bản chung của những kẻ lừa đảo là gọi điện thoại cho phụ huynh, báo tin con chơi bị té ngã bị chấn thương sọ so não, đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa chuyên á thành phố Hồ Chí Minh, phải ứng tiền ngay để mổ. Một số phụ huynh gọi điện thoại cho nhà trường hoặc giáo viên nhưng không liên hệ được, sau đó đã nhanh chóng chuyển tiền vì lo lắng. Khi đến bệnh viện, được nhân viên bệnh viện giải thích và cung cấp thông tin về việc lừa đảo, gia đình đã gọi được điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm và biết con vẫn đang học tại lớp nên yên tâm trở về. Trước đó vào ngày 6 tháng 3, phòng bảo vệ bệnh viện trợ giấy đã tiếp nhận 4 trường hợp là phụ huynh các trường học tại thành phố Hồ Chí Minh bị các đối tượng lừa chuyển tiền hàng trăm triệu đồng. Theo biên bản làm việc giữa các phụ huynh với đội bảo vệ bệnh viện, các phụ huynh đều nhận được điện thoại báo là con của họ đi học bị té chấn thương sọ so não, nhập viện cấp cứu tại bệnh viện trợ giấy và cần tiền để tạm ứng một cấp cứu.